Dạ vâng, xin chào mừng mọi người đã trở lại kênh YouTube của HD Audio. Thì hôm nay bên em xin giới thiệu mọi người một con giải mã của Topping, model là D50S. Thì là đầu tiên đó, em sẽ giới thiệu qua cho mọi người về cái thương hiệu Topping. Đây là cái thương hiệu của Trung Quốc nhá, Trung Quốc chứ không phải của tàu nhá. Vâng, nó là thương hiệu Trung Quốc 100%. Topping này, SMSL này, FX Audio này, đấy, hoặc là Suka, đấy là những thương hiệu rất là nổi tiếng. Và Topping với SMSL là đấy là những cái thương hiệu đầu bảng, đấy, cao cấp nhất. Con này là sản xuất ở Trung Quốc 100%. Rồi đây trên tay em là cái model D50S bản nâng cấp của D50 nhá. Thì nâng cấp hơn như thế nào tí nữa em sẽ chia sẻ cho mọi người. Đấy. Và đầu tiên thì cho mọi người xem về cái ngoại hình. Về mặt trước của chúng ta có một cái màn hình LED hiển thị đầu vào hoặc là volume. Đấy. Một nút nguồn, nút tăng giảm volume và chọn các cái chế độ. Ở đằng sau thì chúng ta có cổng nguồn 5V. Hãng khuyến cáo là dùng adapter từ 5V 1A trở lên. Thứ hai là một cái anten Bluetooth con này 5.0 đấy. Thứ ba là cổng USB đấy, con này chơi được BSD 512 đấy. Và trên mặt hãng nó thông báo, mọi người nhìn thấy không, nó hơi mờ một chút, đấy là BSD 512 và giải mã là 768 kHz 32 bit. Nhưng mọi người lưu ý nhé, đấy là cái xử lý ở đường USB thôi. Còn những cái đường cổng quang hoặc là Bluetooth đấy, thì nó sẽ không được cao như vậy. Đã là giải mã chuyên nghiệp, USB bao giờ cũng là đường chất lượng cao nhất nhá. Chứ còn mấy cái đầu MD á, thì mọi người lưu ý với em, đấy là nó không phải là đầu giải mã chuyên nghiệp đâu nhá. Đấy, nó chỉ là phần tích hợp thôi. Đầu MD thì có thể là đắt tiền nhưng chưa chắc đã phải là cao cấp so với những cái đầu này, nó không thể bằng đâu. Rồi chúng ta có một cái cổng quang cho chúng ta kết nối Smart TV này hoặc là đầu Android Book này, cổng Cosian hay cổng đồng trục. Và thứ hai là đầu ra, chúng ta có hai đầu ra này thôi, bên trái bên phải. Về cái cảm quan, con này cầm rất là chắc tay, nặng con này là hơn 5 lạng. Rồi về phần đây em cho mọi người xem về cái chứng nhận Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless của đây là các cái chứng nhận chất lượng của Nhật nhá. Cái này thì không phải là cái hãng nào cũng thích thì in thì đặt lên là được đâu, và cái này thì nó phải có kiểm định của hãng này, người ta đã test các cái sản phẩm này và thấy đạt chất lượng thì người ta mới cấp cho cái chứng chỉ này. Ở đây là em có con màu bạc và có một con màu đen nữa. Thì cái sản phẩm này nó có hai màu, một là bạc hay là đen. Đây em nói qua về cái phụ kiện này, phụ kiện của hãng đi kèm là có một dây USB này để cắm máy tính hoặc là cắm OTG nhé, một dây nguồn, một anten Bluetooth, anten Bluetooth chứ không phải anten Wi-Fi nhá, con này bắt Bluetooth thôi, không bắt được Wi-Fi, và một cái điều khiển remote cũng như là sách hướng dẫn và phiếu bảo hành. Đấy, sản phẩm này bên em rất là nhiều nhưng không phải có hai con đâu nhé hai người nhé. Đây con này em cứ để qua cho mọi người xem. Rồi về cái 50 D50S nó khác cái D50 ở chỗ nào ấy, thì cái D50 nó sử dụng hai con chip
À, ba con chip khuếch đại OPA là 1612. Còn con này nó sử dụng hai con chip OPA 1612 và một con LME 49720. Đấy. Nó là cái chip khuếch đại đấy, nên là con này nó cao cấp hơn, cái chất lượng nó tốt hơn. Thứ hai nữa là con này nó nâng cấp hơn so với 50 thường, đó là cái Bluetooth. Con này đặc biệt hay ở cái phần Bluetooth. Bluetooth con này sử dụng 5.0 chip Qualcomm QRC 8675. Chip này là của Mỹ và QRC thì nó là một cái thương hiệu của Anh được Mỹ mua lại. 8675. Cái Bluetooth này đã được Sony. Đấy, đây là cái Bluetooth này. Bluetooth 5.0 đã được Sony cấp cái chứng chỉ là LDAP. Đấy. Đây là cái chứng chỉ cao nhất dành cho kết nối không dây Bluetooth. Tóm lại con này Bluetooth gần như là cao nhất hiện nay đấy. Không có con nào hơn. Và nó hay ở một cái nữa là con này nó sử dụng hai cái chip giải mã. Con này sử dụng hai chip giải mã, đó là ESF9038Q2M. Đấy. Chip này giải mã DSD512 đấy. Thì Bluetooth nhá, nó sẽ nhận tín hiệu đầu vào, sau đó là giải mã sang hai cái chip riêng biệt và nó sẽ cho ra hai kênh riêng biệt. Nó hay là hay ở chỗ đấy. Và nó sẽ cho cái tín hiệu và Bluetooth gần như là không bị suy giảm. Theo hãng ấy, thông tin từ Sony ấy, thì là cái kết nối này không bị suy hao. Và nếu cái điện thoại nào ấy, mà chúng ta mà không có LDAC ấy, thì nó sẽ không thể làm mà phát huy hết được. Và tất nhiên là hay hơn chúng ta cắm dây, hay hơn một số cái điện thoại mà cắm dây đấy. Đây là phần mặt đen, đây là mặt trắng này. À, dạ vâng, vừa rồi là cái video clip review về cái sản phẩm topping D50S của HD Audio. Thì có điều gì không hiểu, mọi người xin vui lòng liên hệ tới hai số hotline là 0987630409 hoặc là 0777300400, hoặc là trên màn hình nhé, trên màn hình có. Rồi, cái địa chỉ bên em là số 691 ngõ 68 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thì xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của HD Audio. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.